Hiện tại thì thời tiết đã tạnh mưa các bạn. Anh em mình lại tiếp tục tiếp cận vào cái điểm kia để xem là ghi hình cho các bác coi là đã tìm thêm được có nạn nhân nào chưa. Đây là phía trước, đây là chốt có biển chặn các phương tiện không cho đi vào đây nữa. Có hai đường đi bộ. Đây là các lực lượng trực chốt để nhìn thấy cả ly như thế này. Chỗ đất đổ đây, đổ cái ao này. Bây giờ mà thông tuyến này còn có chân dốc ở bên kia đúng không? Bên kia cũng hai máy đang làm mà. Bên kia sạt cái Phú Quốc. Bên kia thì dễ thi công hơn. Bên kia có chỗ đổ dễ hơn. Bên này thì chưa có chỗ đổ nhiều như bên kia. Đây là anh em đi qua lối này. Đường kia thì là để cho các phương tiện là máy bốc xếp đất ra ngoài. Còn lối này để ghi hình để quác xem. Thời tiết thì tạnh mưa rồi nên là đường đi cũng dễ. Hơn lúc sáng thì đi vào để mưa đi lại vất vả. Nọ nước lũ cũng tràn hết qua đây luôn. Đây là những đoàn người mà đi xe khách đến đầu bên kia của dốc 40 xong là đi bộ về bên này. Xe tắc đường từ mấy hôm rồi. Mọi người cũng phải có công việc nên cũng về. Bắt buộc phải về thôi. Cũng không thể ở được lâu. Trời tạnh mưa nên là đường đi cũng dễ hơn lúc sáng. Chứ sáng mà đi chỗ này cũng mưa xong nước cũng nhiều. Anh em đã tiếp cận đến điểm sạt lở rồi. Các bác có thể thấy là máy móc thì nó làm việc xuyên trưa luôn nhé. Không nghỉ, thay nhạc, thay ca nhau làm. Ít đâu, đất thì quá nhiều luôn. Máy thì đang làm việc hết công suất các bác nhé. Đang múc truyền tay giải phóng cả đường luôn rồi. Bây giờ bên này là giải phóng đường luôn rồi. Máy bên kia là đang tìm người trong cái nhà cấp 4 kia. Nhà cấp 4 còn có người à? Có. Như này đi về Hà Nội. Đi Hà Nội là phải lội qua bùn đấy. Phệt gì? Mình vừa bay xong phệt làm gì? Nhiều mà lúc đấy mình đứng ở đây nhiều không biết là chạy thoát được bao nhiêu người. Cái thằng Điệp lúc qua giờ cũng có thằng ấy. Đội gì cơ động? Đây là lực lượng cảnh sát cơ động. Đang đưa chó nghiệp vụ vào. Cơ động nghiệp vụ đây. Cũng là phải mà. Con luyện
mấy chú này không biết. Thời tiết thì tạnh mưa rồi, tức là cũng không tiến nhanh thôi. Nhanh thì là sáng mai là sẽ có thể thông được. Đêm nay mà không mưa thì múc một đêm nay, sáng mai sẽ thông. Mà nếu mà mưa thì cũng chưa biết khi nào sẽ thông được. 6 máy xúc, một xúc lật làm việc. Hai máy thì đang tiếp nhiên liệu cho nhau. Khối lượng đất cũng rất là nhiều. Trọng nó cắt hết cơm của em hay của anh Tuân rồi. Cái ở trên số họ biết nằm cao lên là một số, thứ hai nữa là nhà. Họ mặc ở dày như là ngủ thì không nghe thì mẹ nó rộng như thế cơ mà. Nhưng mà may làm sao mà dân mình là toàn cánh đồng, với dân ở xa, còn một số thì nó ở cao. Chứ nó chết là trên mỗi giờ nhìn nó trên tìm thấy sao ấy. Trước khi lên xe đi với em là anh bảo em ở chuyến này anh chú Điền lành ít vỡ nhiều. Mày cái nhà này đi đâu hết rồi nhỉ? Mày ít có nhiều. Nhưng mày quá mới lên đến Phú Thọ này. Lên đến đi số 9 đi chậm. Chậm nó là trên này bị sạt, mày mua tầm 10 giờ hơn 10 giờ để chậm bỏ cho trên này bị sạt, đừng đi được đấy mà đi ông này hồ ngồi như đúng rồi.
cho hết xuống chứ không còn nữa. Bây giờ giải phóng là giải phóng là thành đường thôi đã, còn sau này đất nó xuống thì lại hót tiếp, chứ bây giờ không có chỗ đổ thải không làm được đâu. Bốn con máy tìm người và bên kia là bốn con máy thông đường. Kia cả máy xúc lật. Thì đấy xúc lật đấy là tổng bốn con đây. Đất trên đồi xuống hết. Ba con đấy là thông đường đấy, mấy một con đỏ bên kia là thông đường đấy, nghỉ ăn cơm, đẩy người đi không bao giờ. Bây giờ mới đăng ký được à? Vừa đấy về đấy, vừa nấu cài. Hôm trước chiều về rồi. Hôm sau sạt đấy. Hôm nay có ở dưới phố Giang ở Bảo Yên ấy, cũng đi hỗ trợ bên đấy. Có khá nhiều mà. Mình là chỗ nào là cái? Bảo Thắng á? Ừ, Bảo Thắng thì là xa. Bảo Thắng là ở cái đường trục đường 70. Bên của em là trai mình đi riêng nào nữa mà trai qua đi. Ok. Mình lấy cái này đang học tập. Bây giờ xe em đi đây là đi ở bên này rồi, qua bên này mới sẵn. Em là sáng đi đường kia. Ở bên quốc lộ 279 là đường nó có sẵn. Cái đường nó sẵn đi sửa đi đường. Thì mình vừa về đấy. Mấy hôm mưa rồi đấy, không sao đâu. Mình vừa đấy về xong. Mình vừa đấy xong nó thông đường rồi. Thế điều kiện là không mưa. Không mưa rồi, nhưng mà mưa thì thôi, mưa nó dính lại cái xe không chở được. Không có máy nào làm được, không dám làm. Không dám làm, mưa thì trên kia lại sạt xuống. Sạt xuống. Em thì đang live ở nhà, em đang live ở trên thì mất điện hết luôn. Nó sập luôn. Các em đi sang bên này thì trở lại cái sạc. Bây giờ là máy móc thì vẫn đang tích cực đào cái khối lượng đất ở bên kia. Còn phía bên kia thì là cũng rất là nhiều người đứng ở bên kia, nhưng mà đi vào đấy cũng rất là trình lầy, mà cơ quan chức năng thì cũng không cho vào tiếp cận, nên phải đứng từ xa quay cho các bác xem là công cuộc tìm kiếm các nạn nhân xấu số như nào. Mong muốn của người thân bây giờ là sớm được tìm thấy người nhà của mình ở trong đống đổ nát. Bây giờ là những cái nạn nhân xấu số bây giờ là không biết là nằm ở khu vực nào, khả năng cao thì là sẽ bị đẩy ra đến ngoài này, gần mép suối này. Thì cái chỗ này là hôm qua là cũng tìm thấy một bạn là Tô Đình Điệp là ở cái cột điện bên này, chân cột điện này, thì mấy người đấy thì trong cái video đấy thì là thấy có đứng gần nhau, thì khu này cũng chưa đào đến khu này.
cũng đang tích cực đào để thông đường các bác nhé. Hai máy xúc đào và một máy xúc lật đang làm. Đang nghi ngờ có người ở đấy đấy. Thế là đang có nghi ngờ ở đấy thì là thấy là sẽ ấy luôn. Dùng người để đào luôn. Ngôi nhà hai tầng sập hết còn gì nữa. Mang hết từ trong kia mang ra ngoài này mà. Mặn sập luôn. Khách đi Hà Nội, mọi người đã cũng phải trung chuyển xe sang bên kia. Đi công ty à em ơi? Ôi thôi về nhà đi. Em ạ. À, quay về đi. Đã bị mắc thế này rồi còn đi. Em ơi có thuê người vác không? Thôi để anh vác cho. Thôi không cần rồi. À em ơi ra hộ bạn gái này xách đồ cái nhanh nhanh nhanh. Đấy còn ai cõng đi, ra cõng đi nào. Xin số điện thoại nhá. Nhớ xin số điện thoại nhá. ra quân thì anh sẽ đón. Đây là lại phải kéo dây mạng này các bác nhá. Đó, đứt hết đường dây thông tin liên lạc đây. Đấy, vất vả quá. Các anh bên thông tin này. Bây giờ đang lại phải kéo dây để lối mạng. Đây là nước tiếp tế lên trên bà con trên kìa. Vất vả quá nhỉ. Rồi là lấy từ Bắc Quang lên đúng không? Bây giờ sạt đường bắn rồi, bắn máy mới lên. Đây là không biết là khi nào sẽ tìm thấy. Nhưng mà bây giờ mọi người vẫn đang dốc hết sức, hết lòng để tìm đây. Kiếm các loại nhân ở trong đống đổ lát đấy các bác nhé. Đây là những đoàn thiện nguyện mang nước lên trên này để tiếp tế cho bà con ở cái khu ở tạm chỗ trưa nay cháu chia sẻ cho các bác ấy, là trên điểm trường của Tân Mỹ ở trên
cách đây khoảng hơn một cây số, bà con ở trong cái làng Thượng Mỹ ra đấy ở. Khả năng như phán đoán thì những nạn nhân có thể bị đẩy ra cái phía bùn ở trong gốc tre kia cao hơn là đang ở trong kia, theo như sự phán đoán của cháu. Thì hôm qua là tìm thấy bạn ở bên chỗ cột điện này rồi, thì những người đứng cùng nhau thì có thể sẽ bị đẩy ra khu này cao hơn ở bên kia. Đúng rồi, cho xe vào đây chở, xe máy. Hello. Hello. Hello không. À, men chú kêu con. Đây này. Chơi các khấn thế. Đây này. Chú cụ cho con thôi. Quả này vẫn còn cười rất tươi. Hello. Hello. How are you? À, goodbye, see you again. Chắc là không dám quay về Việt Nam nữa rồi. Đây, tiếp tục này. Goodbye, see you again. Goodbye. See you again. Không sao. Không về nữa. Ôi, oh, thấy người rồi. Hình như thấy người rồi sao ấy. Thấy người rồi, thấy người rồi. Hello. 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 Thấy người rồi thì sao các bạn? Khả năng cao là sẽ thấy người ở kia. Amen. Hình như là thấy người ở kia rồi sao các bạn? Cái máy đang dừng. Máy là dừng hết bây giờ thì có dừng người ra đấy để cuốc xẻ để tiến hành đào bới nhẹ nhàng nhất có thể để làm sao yên tâm được cái thi thể còn nguyên vẹn khi mà vớt lên và đưa về tắm rửa nhận dạng. Sau đó thì mà đang mang. Thấy hô hào to lắm. Chắc chắn rồi quý vị, thấy chắc chắn rồi. Còn bây giờ thì sẽ thấy các chú công an vào bên kia rồi đi. Như cái hô hào rất là to này. Vâng, quý vị ơi, ai chưa đăng ký kênh ủng hộ mình thì cũng đăng ký kênh ủng hộ mình theo dõi nhé. Vâng, vâng. Quý vị chia sẻ đi ạ, chia sẻ mình vào đi ạ. Đấy, hôm nay là tiếp tục là ngày thứ ba tìm kiếm thì đã tìm thấy thi thể ở khu này là thi thể thứ ba. Có nghĩa là thấy người đã chắc chắn rồi, giờ thấy anh hô hào rất là đẹp, một cam chín người rồi, thấy người rồi các bạn chứ, mọi người đang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thấy anh chỉ trò góc anh gì cả. Khả năng cao là thấy rồi. Ai chưa chia sẻ thì bấm tiền tay bấm chia sẻ cho mình với. Để tiếp tục lan tỏa đến toàn thể quý vị. Ai cũng mong là sớm gia đình tìm được thi thể của nạn nhân. Sau đó thì đem về gia đình đánh của miền Giang, sau đó là đưa về ăn cá. Đang khiêng ra kia rồi, ra kìa. Đâu? Có máy xúc kìa. Khiêng ra rồi á? Đấy, đang khiêng chỗ có máy xúc bé kìa. À, khiêng máy xúc bé đây à? Chỗ máy xúc xanh, gần máy xúc xanh đấy. Đang khiêng ra rồi các bạn nhé. Đang khiêng ra rồi. Đã tìm thấy nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát rồi nhé. Bây giờ là sẽ di chuyển sang bên kia cho các bác xem là đã tìm thấy nạn nhân nào nhé. À, một đoàn khách du lịch phía nước ngoài cũng đi qua đây và các bạn ấy bảo là đến Việt Nam thì rất là sợ rồi. Đó, vì là thấy sạt lở đất rất là nhiều. Xin chào. Goodbye. Goodbye. See you again. Vẫy tay rồi. Oh. Không bao giờ gặp lại. Sợ quá không bao giờ gặp lại. Đi vào cái đợt này. Ra là thiên tai thì cũng không ai mong muốn các bạn ạ. Cũng muốn sang bên kia chia sẻ cái hình ảnh trực tiếp gần hơn cho các bác xem, nhưng mà phía bên kia thì chắc là cũng không thể tiếp cận vào được. Các lực lượng chức năng thì cũng đang phong tỏa hết rồi. Tìm thấy thêm một nạn nhân nữa rồi các bác nhé, chưa xác định danh tính. Đây, các bạn là phải đi đường tránh, rất là đông nhé các bác nhé. Đó, rất là vất vả, khách du lịch đến Việt Nam du lịch thì bây giờ cũng Thank you. Thank you.
nó mới thích. À, đôi khi nó cũng thích đấy. Tuyệt mơ. Rất là đông. Bạn rất là đông. Ai hỏi mình à? Ôi, thôi thôi chị ơi. Chị ra. Chị đi ra. Chị đi ra. Chị đi ra đi. Không hộ được đâu. Đến chị thì thôi nhá. Vâng. Chị đứng đấy kệ chị thôi. Các bác có thể thấy đây, đường bây giờ đi này, trời tạnh mưa rồi nhưng mà bẩn, lầy lội. Đó. Lên hàng kia không? Ui dồi ôi. Đã kéo dây sắp chết rồi. Đường tâm hơn từ nãy. Khách không đi à? Đâu rồi, khách của mình đâu trước? Vẫn có một đoàn lại tiếp tục quay lên Hà Giang. Đoàn thì vẫn về mà đoàn vẫn quay lên Hà Giang. How are you? Let's go Hà Giang. Không dám về Hà Giang nữa rồi, đội này là chạy rồi. Nó đi bộ à? Bướng nhỉ? Hello. How are you? Good. Goodbye. See you again. Yes. See you. See you again. See you. See you again. See you again. Come back here. Oh my god. Oh my gosh. Oh my god. And the non-sleepy bed. Ôi chúa ơi. Hôm nay là tiếp cận buổi đầu tiên ở bên này các bạn ạ. Đây là không biết có nước để rửa chân. Có nước rồi. Đây, ra khỏi mấy cái mối ra đi. Xong rồi. Xong có kéo được không?
Đây, các bác thể thấy là bây giờ cháu Kế đã tiếp cận đến cái điểm sạt lở đất ở đây rồi nhé. Rất là lớn nhé. Nước ở trong đồi chảy ra như kia thì rất là nhiều. Đó. Nước ở trong đồi chảy ra rất là nhiều. Đó, đi vào đây là qua xình lầy đây. Phải bỏ dép đấy. Rất nhiều đất đá trong này. Đời rồi các bác nhé. Ủa, tôi đang sợ chân đứt tay. Tiếp cận được khu này rất là khó. Không có ủng gì mà đi vào ghế quá. Đây là các phương tiện là đang chở đất để thông tuyến đây. Lầy quá các bạn. Cháy rồi đấy. Được rồi. Tìm được vừa xong thì tìm được ai rồi ạ? Thằng em nó nhà nó dưới. Tên gì ạ? Chú cũng chưa nhận dạng được chính xác đâu. Tại vì đầu nó hỏng hết rồi. Ủa. Máy xúc múc vào hay là bị đá không đấy? Lâu chắc là đá mấy cây. Nát hết rồi. Đầu nát. Đầu nó ở dính mỗi tí ra. Rồi con trai đúng không? Con trai. Bây giờ chuyển nhiều rồi. Đến viện thì họ rửa rất nhận được. Đưa đi chưa ạ? Đưa đi rồi ạ. Tức là mới bị xước mỗi phần đầu đây đúng không? Phần người. À chân tay cũng gãy ạ. Thì làm sao mà đỡ được đất đá như thế? Nhiều cái này mà cây cối. Bây giờ phải mang xuống viện nữa đâu mới lấy giám định à? Bây giờ phải mang xuống viện để giám định ADN. Thế tổng bây giờ là ở đây là tìm được bao nhiêu người ở đây rồi? Đây có người thứ hai đâu. Người thứ hai đấy ạ. Thế còn một người ở trong nhà nó cũng chưa tìm thấy đâu đúng không ạ? À hôm đầu tiên là thấy là tổng là 3 rồi đúng không ạ? Đây là tổng được 3 người rồi các bác nhé. Trong nhà là hôm em gái của ông ấy. Hôm đầu tiên là cũng chỉ có 3 người rồi. Đây là qua bên này. Chúng tôi sẽ sang bên này quay cho các bác xem. Để đi rất là khó. Chị đã sang được đây rồi. Nhanh thế. Đây là cái cây này vẫn là từ trên đồi về đúng không ạ? Dã man nhờ. Vừa xong là tìm ở chỗ kia là sâu ở độ sâu không anh? Ngay trong mặt luôn ạ? À? Hay là ở dưới sâu nữa? Bên dưới nữa ạ? Các bác có thể thấy là bây giờ đứng ở đây mới thấy là khối lượng đất đá rất là nhiều, lớn luôn. May là thời tiết tạnh mưa. Tìm kiếm dễ hơn.
thời điểm hiện tại này nó đã tìm được 3 nạn nhân rồi các bác nhé. Xe máy à? Đang nghi ngờ là ở khu vực này nhiều nhất, đang cũng dồn hết máy sang bên này để tìm.
máy móc thì vẫn đang làm hết công suất các bác nhé. Từ giờ đến tối thì không biết là có hy vọng nào để tìm thấy thêm nạn nhân nào nữa không, nhưng mà cầu mong thì sẽ có phép màu xảy ra. Hiện tại thì bây giờ là đã tìm thấy 3 nạn nhân. Nạn nhân vừa rồi vừa mới tìm thấy thì chưa xác định được danh tính. Các lực lượng chức năng đang có mặt ở đây và máy móc thì hoạt động hết công suất. Trời thì bây giờ chúng ta là bây giờ là tối rồi các bác nhé. Tại bây giờ là đang 5:30 rồi các bạn. Cũng tối rồi. Anh em cũng xin phép phải ra về, về thành phố nghỉ ngơi. Mai là tiếp tục xuống đây để ghi những cái hình ảnh cho các bác xem là cái tuyến quốc lộ sẽ thông được chưa. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của anh em. Em Nguyễn Đức Thắng. Cháu Kế xin chào quý cô bác. Hiện tại thì ngày hôm nay là ngày thứ tư cháu Kế lại có mặt ở đây trong cái thời điểm mà lũ quét trận đá đổ về cái làng Thượng Mỹ này. Thì đây là cái ngôi nhà mà hôm trước là cháu Kế cũng chia sẻ cho các bác biết là đất đá nó đã làm đổ một góc của nhà rồi, còn lại một lửa. Và bây giờ là đất bây giờ nó cũng đã bị lở đi rất là nhiều so với mấy ngày hôm trước. Các bác có thể thấy là bây giờ là tất cả là thành một đống hoang tàn đổ nát luôn. Mọi người thì ở đây là cũng đang đi kéo nước về để dùng rồi các bác nhé. Nước thời tiết thì không mưa nữa rồi, nước trong lại rồi, nên là mọi người cũng đang kéo những cái ống nước ấy, ống nước này là để lấy nước về dùng. Còn phía đây là hiện trường cái vụ mà cả một cái gia đình bị xóa sổ cái ngôi nhà ở đây. Nhưng mà hai vợ chồng thì là người chồng thì may mắn là không bị lũ cuốn đi, còn người vợ thì là bị lũ cuốn đi. Đó, đây là cái ngôi nhà các bác có thể thấy là bây giờ không còn một cái gì luôn. Trước mặt đây, cây hồng đây. Đó, mọi người thì đang tìm kiếm ở dưới kia, nghi ngờ là bị vùi lấp ở kia. Đấy, thi thể là sẽ bị vùi lấp ở kia, mà không biết là có ở đấy không. Đang nghi ngờ là như thế. Mà nước thì lúc đấy đổ về rất là lớn. Mọi người kể là chỉ khoảng trong vòng 2 phút đồng hồ thôi, không kịp trở tay. Người chồng dắt tay người vợ qua dòng nước cuốn ở đây. Thế là đến chỗ này là bị tuột tay ở cái cây dưới này có một cái cây vải. Bây giờ là cây vải đấy thì là hôm qua là cho máy tìm kiếm để lấy rồi. Qua lối nhà này luôn anh. Các lực lượng chức năng và máy móc thì vẫn đang tích cực tìm kiếm đây, xem là có hy vọng nào không ở đây không. Có một phép màu nào đó xảy ra ở đây. Đông mọi người đang đứng ở đây xem là có tìm thấy không.